Mà mày thích ai vậy? Là mày đó, con ngu. Tao cũng thích mày nè. Mày thích tao thiệt hả? Tao thích mày thiệt á, tao thích mày thiệt á. Vậy từ giờ đừng đi với thằng nào khác nha. Đi với mỗi mình tao thôi. Ây, vô duyên mày. Tao không thích mà đi với thằng Minh. Thằng Minh dễ thương mà. Dễ thương đâu mà dễ thương. Nó dễ thương quá trời quá đất luôn. Ê thằng kia, tao không có ưa mày nha mày. Gì má? Đừng có suốt ngày lẻo đẻo theo con An của tao nữa. Tao thừa biết mày thích thằng Hoàng. Im hết đi. Cái một người cái gì là sai chứ? Thấy chưa? Im hết đi. Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình đi nào. Tao biết mày sẽ rất sốc, nhưng mà mày nghe tao nói đây. Thực sự mà nói là tao thích mày từ năm học lớp 10 rồi kìa. Nhưng mà mày ngu như bò ấy. Mày ngu như bò luôn ấy. Tao ráng đợi cho mày nhận ra tình cảm của tao mà mày vẫn ngu như thường. Mày vẫn không nhận ra tình cảm của tao được. Em đâu có nói chuyện với cô đâu, em đang nói chuyện với... Số lần nào tao cũng đứng ở đây hết vậy mày? 3 lần rồi á, tao ngán tới tận cổ luôn rồi á. Tao thì tao không ngán. Mày bị điên mới không ngán đó. Sao điên? Thì mày đứng ở đây mày kêu mà không ngán, tất nhiên là mày điên rồi. Tại tao thích. Thích kỳ hơn. Mỗi tay cũng đưa lên. Mày cử động cho máu nó lưu thông mày. Cô la đó, không sợ hả? Cười gì mày? Thích thì tao cười. Ủa thích là cười à? Ừ. Giống như tao thích mày vậy đó. Nhìn vậy? Thích thì nhìn. Mày thích là nhìn à? Nhìn mòn mặt tao sao mày? Nhìn bên nữa cho đều nè. Vốn dĩ là mặt mày đơn giản là mặt mày không có góc nào đẹp hết đó. Có này cũng chết đi nhìn, nên là nhìn như nhau à. Mỏi quá. Đưa lên. Nhìn gì? Chọt mù mắt bây giờ. Ai thằng điều mà ai náo rồi chứ? Sao đi ra? Bồ, lộn. Nó nhìn tao ghê quá mày. Đừng quan tâm, mày nhìn tao được rồi. Đi. Sao? Chụp được hành vi chưa? Chụp được rồi. Mày dính con Nam. Tất cả đều tại An nó mà ra. Lớp trưởng của tụi mình hả? Lúc trước quan hiểm biết bao nhiêu? Từ khi dính có lớp ngang hiệu trưởng cao 1m9, cao to đẹp trai, mặt mày sáng láng, bụng 6 múi. Cao 1m9, mặt mày sáng láng, bụng 6 múi. Thiệt không? Tất nhiên là không. Đồ não lợn. Cái con này im coi. Sao thấy mày khờ quá em?
Còn sao nữa? Mấy người vậy mày thấy có thầy hiệu trưởng nào trên trên thị trường nào mà vậy không? Thì bây giờ tao hỏi mày, mày nói nè. Chắc thầy đẹp trai lắm ha. Mày khờ khạo gì đâu á. Mày bị bắt lên phòng giám thị là đúng rồi. Bây giờ mày lo tao theo chi nữa? Tao có lo thì mày theo đâu. Tại mày quỳ trước của lớp nhiều quá hả, là ô nhiễm mỹ quan đô thị nên hả thầy gọi mày lên đây để đuổi học mày á. Thằng xung minh đánh chó cũng ngó mặt chủ chứ mày. Ai cho phép mày tù tiền đánh nó? Đúng rồi đó. Bây giờ tao hỏi chủ là ai? Tao cho phép mày đó, đánh nó đi. Cái con nhỏ này. Chồng nó ngu. Mày thấy bạn trai mày phản bội mày chưa? Nín đi là gái quân hoàng. Đứa kêu làm chó, đứa đòi làm chủ, nghiệt nha. Mày đợi tao xíu, tao kéo quân lên, xử tụi bay. Nãy giờ tao chưa đi, tao vẫn đứng đây đợi đó. Ừ, thì mày đợi tiếp đi. Alo, Vy hả? Mày rảnh không lên tao? Rảnh. Cái gì nhanh dữ mày? Tao gắn chip theo dõi điện thoại mày 24/24, phòng khi mày ngoại tình. Cái con biến thái này, vậy tao đi toilet mày cũng biết luôn hả? Nè nè. Tưởng gì? Ông anh đây có mấy móng này thôi hả? Ừ, bàn tay 5 móng thì có 5 móng. Hồi tôi đủ cân hết hội ông đó. Mày nghe chưa bướm? Mày nghe rõ chưa? Mày cũng có hồi hả? Chứ sao? Cả cái đất Sài Gòn này, đất có cái hội nào qua hội tao hết. Wow. Nãy giờ tụi mày nói chuyện hơn 10 phút, tao chưa được sợ luôn á. Hội hả? Gọi hội ra đây đi. Mày chống tay nghe nè, hội tao quyền lực lắm. Alo, 113 hả? Ở đây có hội đánh nhau nè. Địa chỉ là 94 Cao Đức Lân. Anh đù. Hội của mày á hả? Con điên. Tài sản của tao bị mất hết rồi. Nín đi. Chỉ là cái bóp thôi mà. Khóc bóp hoài. Tao sẽ cho mày bóp tao. Chịu không? Mày cho tao bóp mày. Ý, không có được nha. Sao không được? Kỳ lắm. Cái đâu kỳ? Thì tao xài rồi. Lấy gì mà xài? Thì cái nào tao cần, tao sẽ đòi lại. Chịu không? Đưa tao đây. Đây là boss tao. Tao lấy hết tiền ra rồi. Trong đây chỉ còn có mỗi hình tao thôi. Khi nào mày nhớ, mày có thể mở hình tao ra ngắm. Nhìn cái hình mày chui ghê mày. Đúng mà. Bắt cười quá à. Lấy đưa đây. Cũng được, lấy. Ê. Đó thì phải vậy đó. Dạ. Tao nói mày nghe nè mày. Tao nghĩ là tao không nên giải lời nguyền nữa mày. Giải lời nguyền hả? Ờ. Đó, thằng đó hồi nãy được 5 điểm đó mày. Như vậy cũng được. Vậy thì mày sẽ FA tới năm 40 tuổi. Không có thằng nào cua mày hết. Như vậy mày sẽ mãi mãi là của tao. Tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao sẽ tìm cách giải lời nguyền. Tao không có muốn hả FA tới 40 năm. Trời ơi, kinh khủng, tao già mất. Không được okay. Đâu. Tùy mày, vậy cũng được. Ê mày, cái bóp này mày cho tao đúng không? Mày cho tao rồi mày không có được đồ lại á. Thì khi nào tao cần tao đòi. Đắt đưa. Ô mày, đâu vậy? Vậy á mày. Ê con An nhắn tin xin nghỉ học. Đâu? Đưa coi. Ê, sáng nay lúc đi học tao bị té cầu thang. Sau đó khi đứng dậy tao bị xe bít tông phải. Giờ tao nhập viện vì viêm lét dạ dày. Trời má. Tao tới bệnh viện. Đi.
khỏe chưa con não lợn? Ủa Vy, sao giờ này giờ đi học rồi sao mày tới đây? Thì cúp tới thăm mày. Ờ, à, mày sao mày biết phòng bệnh tao tới hay vậy? Dễ mà, hỏi hồ lý phòng gia súc ở đâu. Mày, ủa mà mẹ em nói cúp học là xấu á. Em tin mẹ em hả? Sao ngu quá vậy? Ê, con rơi mày hả? Ừ, con rơi tao á. Ê, em họ tao mày. Ê, nói nghe nè. Mày đừng có chọc nó cười nè. Chọc nó cười là mày gặp nạn. Chị Cao Thanh Tú, em nhớ chị là một MC chương trình nổi tiếng mà sao chị lại làm gia sư vậy? À, em là fan hâm mộ của chị nè. Chào mừng chị gái vậy. Các bạn mồm vô ôm tao đi. Anh mới tới hả? Ờ. Dạ. Từ từ. Mày sắp ra viện luôn á hả? Ừ thì hôm nay tao xuất viện luôn nè. Chà, nhìn cái tướng mày á, mặc đồ bệnh học ghê ha. Cái thằng này nè, sao giờ mới tới? Thì tới đi học xong rồi giờ tôi ghé qua. Sao mày hỏi ngu của mày? Biến đi, con An có tao lo rồi. Sao mày thích ăn hiếp tao vậy? Mày chưa kiếm chuyện tao rồi Vy. Nín. À, thôi, đừng có cãi nhau nữa. Có gì á phải làm hòa nói chuyện với nhau, hiểu không? Bây giờ á tôi hỏi em Vy, mày ghét thằng Minh ở điểm nào vậy? Nó thở. Thì thở cũng ghét mày, vô duyên quá à. Ê, đứng lại đi, chạy đúng không hả? Không sao. Không được theo An. Nếu không đuổi theo nó thì bước qua sát tao đi. Sao Vy, tao yêu mày. Ai, 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 ai.